Tổng thống Putin hạ lệnh nuốt chừng Odessa, Ukraine sắp mất sạch lãnh thổ. Kính chào quý vị khán giả của kênh youtube Hiểu Rõ Trong Năm Phút. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những diễn biến căng thẳng mới nhất tại Odessa, Ukraine, cũng như lệnh chiến lược đầy thách thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt Ukraine trước nguy cơ mất đi toàn bộ lãnh thổ ven biển của mình. Odessa, thành phố càng chiến lược quan trọng hiện đang trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu khốc liệt giữa Nga và Ukraine nơi những quyết định có thể thay đổi cục diện không chỉ của cuộc, cuộc chiến mà còn định hình lại bản đồ chính trị khu vực. Tuyên bố cứng rắn của tổng thống Putin. Trong cuộc họp gần đây tại Bộ Quốc phòng Nga, tổng thống Vladimir Putin đã khiến cả thế giới phải chú ý khi đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ và gây tranh cãi. Với giọng điệu cương quyết và dứt khoát, ông Putin khẳng định rằng Odessa, một thành phố cảng chiến lược bên bờ biển Đen, vốn dĩ là một phần của Nga và việc khôi phục quyền kiểm soát thành phố này chỉ là vấn đề thời gian. Sự tuyên bố của ông không chỉ khơi dậy những cảm xúc sâu sắc từ người dân Nga, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng về ý định của Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo quan điểm của Putin, Odessa không chỉ quan trọng vì vị trí địa lý mà còn mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Nga. Ông nhắc lại cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ từ thế kỷ trước, khi Nga đã từng giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Biển Đen. Ông cho rằng, theo dòng chảy của lịch sử, Ukraine không có quyền thừa hưởng Biển Đen hay bất kỳ thành phố về biển nào thuộc khu vực này. Điều này theo Putin là sự thật không thể chối cãi và lịch sử sẽ đứng về phía Nga. Tuyên bố này không chỉ nhằm khẳng định quyết tâm kiểm soát Odessa mà còn hé lộ những mục tiêu chiến lược sâu xa hơn của Nga trong cuộc chiến. Putin ám chỉ rằng việc kiểm soát Odessa không chỉ là sự phục hồi lãnh thổ mà còn là bước đi quan trọng trong kế hoạch biến toàn bộ miền Nam Ukraine thành một phần của Liên bang Nga. Nếu Nga thành công trong mục tiêu này, Ukraine sẽ bị đẩy vào thế khó khăn khi mất đi cửa ngõ chiến lược ra biển, đồng thời gặp thách thức lớn về kinh tế và quân sự. Lời phát biểu của Putin đã làm dấy lên lo ngại không chỉ tại Ukraine mà còn ở phương Tây. Các nhà quan sát nhận định rằng đây là một thông điệp cứng rắn cho thế Nga quyết tâm không từ bỏ mục tiêu trong cuộc xung đột hiện nay. Odessa với vai trò chiến lược và lịch sử của mình có thể trở thành mảnh ghép quyết định trong tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga tại khu vực Biển Đen, đồng thời làm lung lay sự ổn định của Ukraine và khu vực Đông Âu viễn cảnh mất mát toàn bộ lãnh thổ ven biển của Ukraine. Việc Tổng thống Putin liên tục nhắc đến Odessa và các khu vực ven biển không phải là ngẫu nhiên mà phản ánh một chiến lược sâu xa hơn của Nga. Odessa không chỉ là một trong những thành phố cảng lớn nhất và quan trọng nhất của Ukraine, mà còn được coi là cánh cửa chính kết nối Ukraine với thị trường quốc tế. Thành phố này là cửa ngõ chủ chốt cho các hoạt động thương mại của Ukraine, đặc biệt là xuất khẩu ngũ cốc, kim loại và các sản phẩm chiến lược khác góp phần nuôi sống nền kinh tế quốc gia. Nếu Odessa rơi vào tay Nga, Ukraine sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh tế nghiêm trọng khi mất đi một phần lớn khả năng tiếp cận biển đen, vốn là huyết mạch của thương mại quốc gia. Mất Odessa đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ bị cắt đứt khỏi một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, đẩy nước này vào tình thế hoàn toàn phụ thuộc vào các con đường giao thông đường bộ và đường sắt, vốn không đủ sức để thay thế các tuyến vận tải biển hiệu quả. Điều này không chỉ làm tê liệt các hoạt động xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Ukraine, mà còn khiến các đối tác thương mại quốc tế phải cân nhắc lại các hợp đồng và sự hợp tác với quốc gia này. Không chỉ đối mặt với thiệt hại về kinh tế, việc mất Odessa và các khu vực ven biển khác sẽ làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng chính trị và quân sự cho Ukraine. Khi Biển Đen và các vùng lãnh thổ phía nam rơi vào Tây Nga, Ukraine sẽ bị cô lập hơn bao giờ hết, thu hẹp về mặt diện tích và sức mạnh phòng thủ. Các nhà phân tích cho rằng nếu nga kiểm soát được Odessa và Mykolaiv, không chỉ khả năng tiếp cận biển của Ukraine bị mất hoàn toàn mà quốc gia này còn phải đối mặt với việc toàn bộ miền nam Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Viễn cảnh này khiến vị trí địa chính trị của Ukraine trở nên bấp bênh, không chỉ thu hẹp không gian chiến lược, Ukraine sẽ mất đi khả năng tiếp cận với các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng tại khu vực này, bao gồm các mỏ khoáng sản và trữ lượng dầu khí. Hơn nữa, việc mất các cảng biển cũng đồng nghĩa với việc các hệ thống công nghiệp và kinh tế tại khu vực đông nam Ukraine nơi có nhiều nhà máy và hạ tầng công nghiệp quan trọng sẽ nằm dưới sự chi phối của nga sự cô lập này không chỉ làm suy yếu năng lực phòng thủ của ukraine mà còn đe dọa đến sự tồn tại lâu dài của chính quốc gia này nếu nga thành công trong việc chiếm lấy odessa và các thành phố về biển khác ukraine sẽ phải đối mặt với một tương lai ảm đạm không chỉ trên mặt trận quân sự mà còn cả về mặt kinh tế và chính trị khi ổn định của quốc gia bị lung lay và phụ thuộc vào ý đồ của nga phản ứng từ ukraine sự chia rẽ giữa Zelensky và các tướng lĩnh. Trước bối cảnh tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, Ukraine đang đối mặt với một bài toán chiến lược vô cùng nan giải. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valeriy Zaluzhnyi đã ra lệnh thiết lập một tuyến phòng thủ mới chạy dài từ Mykolaiv đến Odessa. Đây được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn bước tiến ngày càng mạnh mẽ của quân đội Nga về phía nam với mục tiêu bảo vệ các thành phố ven biển chiến lược và ngăn chặn Ukraine mất quyền kiểm soát biển đen. Tuy nhiên, Điều đáng lo ngại là sự chia rẽ nội bộ giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, đặc biệt là giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và các tướng lĩnh quân đội, đang ngày càng trở nên rõ rệt. Tổng thống Zelensky vẫn trung thành với chiến lược tấn công, liên tục kêu gọi tiếp tục các cuộc phản công nhằm giành lại các lãnh thổ bị mất vào tay Nga. Dù cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã không đạt được kết quả như mong đợi, ông Zelensky vẫn tin rằng việc duy trì thế tấn công là cách duy nhất để tạo ra bước ngoặt trên chiến trường và giữ vững sự ủng hộ của phương Tây ngược lại tướng Valery Zalouhy với kinh nghiệm dày dặn và sự tỉnh táo của một nhà chỉ huy quân sự lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông cho rằng đã đến lúc quân đội Ukraine cần thay đổi chiến lược chuyển từ tấn công sang phòng thủ để bảo toàn lực lượng. Theo tướng Zalouhy, việc tiếp tục các đợt tấn công trong bối cảnh hiện tại sẽ chỉ khiến quân đội Ukraine mất thêm binh lực mà không đem lại bất kỳ lợi thế chiến lược đáng kể nào. Ông nhấn mạnh rằng nguồn lực của Ukraine đang ngày càng bị suy kiệt và việc phòng thủ chắc chắn là lựa chọn hợp lý hơn trong tình thế hiện tại. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh sự chia rẽ trong cách tiếp cận của lãnh đạo chính trị và quân sự tại Ukraine mà còn cho thấy những khó khăn to lớn mà quốc gia này đang phải đối mặt. Trong khi Tổng thống Zelensky chịu áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế và chính phủ để giành lại các lãnh thổ đã mất, tướng Sadoni hiểu rằng việc bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho một phòng tuyến vững chắc là điều cần thiết để tránh những tổn thất không cần thiết trong tương lai. Động thái của tướng Sadoni không chỉ là một biện pháp phòng ngự tạm thời, mà còn thể hiện sự thận trọng trong chiến lược dài hạn của quân đội Ukraine. Ông hiểu rằng, việc xây dựng tuyến phòng thủ mạnh mẽ không chỉ giúp bảo vệ các thành phố chiến lược như Odessa, mà còn tạo điều kiện để Ukraine có thể tập trung nguồn lực và chờ đợi những cơ hội tốt hơn trong tương lai để phản công. Trong khi đó, sự chia rẽ giữa Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh quân đội tiếp tục là một yếu tố gây lo ngại, có thể ảnh hưởng đến sự thống nhất trong chỉ đạo và chiến lược của Ukraine trong cuộc chiến kéo dài này. Chiến lược của Nga chiếm Odessa và phong tỏa Ukraine chiến lược của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine đang ngày càng lộ rõ và đầy tham vọng. Chiếm Odessa, phong tỏa các tuyến đường biển của Ukraine và kiểm soát toàn bộ khu vực ven biển của quốc gia này, đây là một bước đi không chỉ mang tính chiến lược về mặt quân sự mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng về kinh tế. Vì Odessa là cửa ngõ thương mại hàng đầu của Ukraine kết nối đất nước này với thị trường quốc tế thông qua biển đen. Nếu Nga chiếm được Odessa, Ukraine gần như bị tê liệt về giao thương quốc tế qua đường biển, Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, kim loại và các mặt hàng thiết yếu khác của Ukraine, làm suy yếu nền kinh tế nước này một cách nghiêm trọng. Odessa còn là biểu tượng của quyền kiểm soát khu vực Biển Đen. Và nếu rơi vào tay Nga, cả thế giới sẽ phải nhìn nhận lại về cục diện của khu vực này. Không chỉ ra lại ở đó, việc chiếm Odessa sẽ tạo điều kiện cho Nga mở rộng hoạt động quân sự từ phía Nam, dễ dàng tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine khi kiểm soát được tuyến đường ven biển. Nga sẽ có khả năng phong tỏa toàn bộ miền Nam Ukraine cô lập đất nước này khỏi sự hỗ trợ của phương Tây qua các con đường hàng hải. Điều này không chỉ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine ở miền Đông và miền Trung mà còn khiến nước này đối mặt với nguy cơ mất thêm nhiều vùng lãnh thổ quan trọng. Nhìn rộng hơn, kiểm soát Odessa sẽ mang lại cho Nga sự thống trị gần như tuyệt đối trên biển đen, một khu vực chiến lược có tầm ảnh hưởng quan trọng đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện tại. Biển đen không chỉ là tuyến giao thương quan trọng mà còn là nơi có những nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, và việc kiểm soát khu vực này sẽ giúp Nga tăng cường đáng kể sức mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự. Nga không chỉ đạt được lợi thế trong cuộc đối đầu trực tiếp với Ukraine mà còn tăng cường vị thế trước các nước phương Tây. Bằng cách phong tỏa Biển Đen, Nga có thể ngăn chặn các hoạt động thương mại và viện trợ quân sự cho Ukraine từ bên ngoài, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong khu vực. Đây chính là một phần quan trọng trong chiến lược giải hạn của Nga nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và đẩy Ukraine vào thế cô lập tuyệt đối hậu quả nghiêm trọng đối với Ukraine. Nếu Nga thành công trong việc chiếm Odessa, Ukraine sẽ phải đối mặt với một loạt hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn quân sự. Odessa không chỉ là một thành phố chiến lược quan trọng với vị trí, địa lý, đắc địa trên biển đen, mà còn là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại lớn nhất của Ukraine. Mất Odessa đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ bật đi cánh cửa quan trọng để tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, kim loại và các sản phẩm chiến lược khác. Điều này sẽ khiến nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh của Ukraine thêm xíu trầm trọng. Khu vực miền nam Ukraine bao gồm các thành phố như Odessa, Mykolaiv và Kherson không chỉ là vùng trọng điểm công nghiệp mà còn là nơi cung cấp một lượng lớn nông sản cho cả nước. Việc mất các vùng này sẽ khiến Ukraine mất đi nguồn tài nguyên nông nghiệp và công nghiệp dồi dào, gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực và vật tư cần thiết để duy trì cuộc chiến kéo dài với Nga. Hơn nữa, sự suy giảm trong sản xuất và xuất khẩu sẽ làm gia tăng áp lực tài chính và xã hội, làm tình hình trong nước thêm căng thẳng. Về mặt quân sự, việc Nga chiếm Odessa có thể gây ra sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ phía nam Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ. Các thành phố như Zaporizhia và Dnipro, vốn là hai trung tâm công nghiệp lớn và đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến, cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga. Nếu những thành phố này rơi vào tay Nga, Ukraine sẽ mất đi khả năng phòng thủ chiến lược khiến toàn bộ miền Nam và Đông Nam nước này bị cô lập. Không chỉ có vậy, việc mất Odessa và các vùng miền Nam còn có thể đẩy Ukraine vào tình thế bị thu hẹp về mặt địa lý và quân sự. Phần lãnh thổ còn lại của Ukraine sẽ bị giới hạn ở khu vực phía Tây và Trung tâm, không có khả năng tiếp cận biển và mất đi các tuyến đường vận tải quan trọng. Điều này sẽ buộc Ukraine phải dựa vào nông nghiệp và phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ phương Tây, đẩy nước này vào thế bất lợi trong cuộc đối đầu lâu dài với Nga nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc và tình trạng căng thẳng chính trị nội bộ có thể gia tăng khi người dân cảm nhận rõ ràng những hậu quả của việc mất đi các vùng lãnh thổ quan trọng. Căng thẳng nội bộ giữa các tướng lĩnh Ukraine Một diễn biến đáng quan tâm trong tình hình hiện tại của Ukraine là sự căng thẳng nội bộ giữa Tổng thống Zelensky và các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là tướng Valery Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang những bất đồng này đã dần trở nên rõ rệt. Đặc biệt sau cuộc phản công mùa hè không đạt kết quả như mong đợi, trong khi tổng thống Zelensky tiếp tục ủng hộ chiến lược tấn công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, tướng Zalonyi lại có cái nhìn thận trọng hơn, cho rằng việc theo đuổi chiến lược này trong bối cảnh hiện tại là mạo hiểm và có thể dẫn đến thất bại. Tướng Zalonyi đã nhiều lần công khai cảnh báo về tình trạng suy yếu của quân đội Ukraine sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông lo ngại rằng lực lượng vũ trang Ukraine mặc dù có sự hỗ trợ từ phương Tây vẫn không đủ sức chống lại các cuộc tấn công ngày càng mạnh mẽ và quy mô của quân đội Nga. Theo quan điểm của Sato-Nhi, việc tiếp tục các đợt tấn công lớn sẽ khiến Ukraine mất đi nhiều binh sĩ và nguồn lực quý giá mà không mang lại bất kỳ lợi thế chiến lược nào đáng kể. Thay vào đó, ông kêu gọi chính phủ và quân đội tập trung vào củng cố tuyến phòng thủ, bảo vệ những khu vực còn lại và tránh lập lại những tổn thất từ các cuộc tấn công không thành công. Chiến lược phòng thủ, theo Sardony, sẽ giúp Ukraine bảo toàn lực lượng và chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội phản công trong tương lai khi điều kiện thuận lợi hơn. Sự chia rẽ trong nội bộ quân đội và chính phủ Ukraine là một tín hiệu đáng lo ngại trong bối cảnh cuộc chiến với Nga kéo dài. Tình hình này phản ánh áp lực mà Zelensky đang phải đối mặt khi phải đáp ứng kỳ vọng của cả trong nước lẫn cộng đồng quốc tế. Trong khi tướng Saruni lại ưu tiên bảo vệ lực lượng và giữ vững các vị trí chiến lược hiện có, một thuật này có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp chỉ huy và làm suy yếu sức mạnh tổng thể của Ukraine trong việc đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ phía Nga. Câu hỏi lớn đặt ra hiện nay là liệu Ukraine có thể tìm được một sự đồng thuận giữa lãnh đạo chính trị và quân đội để định hình chiến lược phù hợp trong cuộc chiến tiếp theo, hay những mâu thuẫn này sẽ tiếp tục làm suy yếu quyết tâm chiến đấu và khả năng phòng thủ của quốc gia này. Tương lai của Ukraine liệu có thể đảo ngược tình thế? tương lai của Ukraine đã trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết và câu hỏi lớn hiện nay là liệu Ukraine có thể đảo ngược tình thế này hay không. Với sự áp đảo của quân đội Nga cả về số lượng lẫn trang bị cùng khả năng kiểm soát các tuyến đường tiếp tế quan trọng, Nga đang giữ lợi thế chiến lược rõ ràng trên chiến trường. Trong khi đó, Ukraine đang phải đối mặt với một loạt khó khăn từ việc thiếu hụt nguồn lực đến sự chia rẽ nội bộ về chiến lược giữa lãnh đạo chính trị và quân sự. Các chuyên gia nhận định rằng, nếu Ukraine không nhanh chóng điều chỉnh chiến lược và cải tổ sức mạnh, viên cảnh mất Odessa cửa ngõ quan trọng dẫn ra Biển Đen và những vùng lãnh thổ chiến lược khác chỉ còn là vấn đề thời gian. Odessa không chỉ là một thành phố cảng lớn mà còn là trung tâm kinh tế quân sự quan trọng đối với Ukraine. Nếu Nga chiếm được Odessa, Ukraine sẽ mất đi khả năng tiếp cận biển và mất đi một phần lớn quyền kiểm soát nền kinh tế, đồng thời đặt Ukraine vào tình thế bất lợi trên chiến trường. Tuy nhiên, không phải mọi cánh cửa đều đã khép lại với Ukraine một yếu tố quan trọng có thể giúp đảo ngược cục diện và sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phương Tây. Các nước NATO đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính đáng kể cho Ukraine và tiếp tục hỗ trợ, sẽ đóng vai trò sống còn trong việc giúp nước này duy trì khả năng phòng thủ. Vũ khí hiện đại, trang bị phòng thủ và tài chính để củng cố hạ tầng quân sự là những yếu tố thiết yếu để Ukraine có thể chống lại các đợt tấn công tiếp theo của Nga. Tuy nhiên, Câu hỏi lớn đặt ra là liệu các nước phương Tây có sẵn sàng tiếp tục viện trợ lâu dài cho Ukraine hay không, nhất là khi cuộc chiến kéo dài và mệt mỏi, chiến tranh ngày càng gia tăng. Các quốc gia phương Tây cũng đang phải đối mặt với áp lực từ công chúng và nội bộ chính trị khi chi phí viện trợ cho Ukraine ngày càng trở thành một gánh nặng. Thế nhưng nếu NATO và các đối tác quốc tế không tiếp tục duy trì hỗ trợ, Ukraine sẽ phải tự mình đối mặt với một cuộc chiến đầy thử thách và khó có thể giữ vững được các vùng lãnh thổ quan trọng. Tình hình tại Odessa và toàn bộ miền Nam Ukraine đang ngày càng trở nên căng thẳng. Với sự quyết liệt của Nga và những chiến lược quân sự mạnh mẽ, Ukraine đang phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Liệu Ukraine có thể bảo vệ được Odessa và duy trì toàn vẹn lãnh thổ hay sẽ mất đi thành phố chiến lược này và tỉnh nga chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh hiểu rõ trong năm phút.